hơn tù nơi quá khứ kia. Ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sớm yên lòng và ta ngóng trông vầng dương soi lối trái tim hận thù. Cố xóa tan đêm mịt mù, muốn nói với chính ta vực dậy bước tiếp đi. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời có gian khó thăng trầm, ta vươn cao đôi tay ta thét vang. Hey ho, hey ho, hey hey ho. Vì cuộc đời là trò chơi trắng đêm, vì cuộc đời còn mang những cơ hội. Mấy cung kia sau bao ven thắng thua chỉ còn nỗi xót xa hoang tàn. Ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sau yên lòng và ta ngắm trong vầng dương soi lối trái tim luận thù. Cố xóa tan đêm mịt mù, muốn nói với chính ta vực dậy bước tiếp tháng năm tháng chờ. Nó đang làm cái quái gì vậy? Ủa? Sao vậy anh Nam? Hình như có chuyện gì. Để anh quay lại coi sao. Sếp quà. Sếp quà. Hai cô bà. Hình xăm ba đẹp quá vậy. Đẹp không? Dạ đẹp. Đây là hình xăm đặc biệt chiến tích thời trai trẻ của ba đó. Vậy luôn á hả? Mốt con xăm hình cho ba. Cụ anh má, sao vậy nè? Đưa ba em đi bệnh viện đi anh Nam. Ba tỉnh lại đi ba. Sao nãy giờ lâu rồi mà ông cũng chưa tỉnh vậy? Ba ơi, ba đừng có làm con sợ mà ba. Ông ấy, hình xăm đó. Nam. Dạ. Con đang nghĩ gì vậy? Dạ không có gì đâu mẹ. Ông ấy nãy giờ vẫn chưa tỉnh, không biết có chuyện gì không? Hay là con đưa ổng vô bệnh viện đi. Đúng rồi đó anh Nam. Chứ để ba em như vậy á, em lo lắm. Lỡ như ba em có bệnh hệ gì
Ba. Ba. Ba tỉnh rồi hả ba? Ba. Ba làm con lo quá trời luôn á. Con khờ quá. Ba không sao đâu mà, đừng có lo. Mà ba đi đâu tới đây vậy? Sao ba lại bị ngất? Hay là có ai đánh ba đúng không? Ba thấy trong người sao rồi? Con đưa ba đi bệnh viện kiểm tra nha. Kẻ chụp thuốc mê mình là ai? Hắn ta làm vậy vì mục đích gì? Không lẽ là cướp? Ba có nghe con nói không? Ba nghe mà. Ba đã nói là không sao rồi. Ba chỉ nhớ là ba đang đi thì ba bị chụp thuốc mê từ phía sau. Sau đó thì ba không biết chuyện gì nữa. Không lẽ người ta chụp thuốc mê để cướp tài sản của ba? Con đỡ ba vậy. Vậy là... Dạ. Điện thoại và tiền vẫn còn đây. Nếu là cướp thì họ đã lấy tài sản rồi. Nhưng mà bây giờ ba đã không sao rồi. Chị à. Sao anh? Tôi xin lỗi vì đã làm phiền tới nhà chị. Dạ. Ba, mà ba đi đâu tới đây vậy? Thực ra ba tới đây là để ba tìm Năm. Ủa? Tìm tôi? Tôi đã muốn mời cậu về công ty Phương Hòa để làm việc. Cậu thấy đề nghị của tôi thế nào? Tôi không đáng để ông tới tận đây đâu. Cậu xứng đáng mà. Vì cậu chính là người mà công ty chúng tôi đang cần. Tôi có nghe kể về gia cảnh của cậu. Thật là đường đột khi tôi nhắc tới chuyện này. Nhưng nếu như cậu mà còn mặc cảm về chuyện quá khứ của ba mình thì cậu cứ yên tâm. Tôi chỉ trọng người tài thôi. Tôi không muốn bàn chuyện quá khứ của cậu đâu. Tại sao mấy luôn cho mình cái cảm giác luôn có ba ở bên cạnh vậy? Anh Nam, ba em nói đúng đó. Người tài giỏi như anh mà không vô công ty uổng lắm. Tôi cảm ơn. Và thật là xúc động vì sếp đã tin tưởng tôi. Nhưng mà tôi xin lỗi, tôi vẫn giữ quyết định là không làm ở công ty. Nam à, hay là chuyện đó con từ từ suy nghĩ lại rồi hẳn trả lời nha con. Tôi thấy mẹ cậu nói đúng đó. Tôi có nhiều thời gian để chờ được. Cậu cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Rồi khi nào có câu trả lời cậu cứ báo với tôi. Còn bây giờ thì tôi xin phép chị. Tôi với con tôi về. Từ từ thôi ba. Làm phiền gia đình nha. Dạ. Dạ. Anh rất may mắn khi cưới được em. Đau quá. Anh ơi, ba xuống đi. Ba có sao không vậy? Anh sao vậy? Ba đau đầu quá. Ba chịu không nổi nữa. Không được rồi. Bây giờ con phải đưa ba con đi bệnh viện gấp. Đi ra. Dạ. Dẫn ba em đi bệnh viện giùm đi anh. Phụ đưa vô bệnh viện đi con. Dạ, con biết rồi. Phụ em với. Đi sếp. Con đi nha. Ba. Nè. Ê, tiếp đi mày. Đi đâu mày? Biến mày. Nhanh đây mày. Ở đây không có tiếp mày nữa. Lẹ đi. Mày cũng lì thiệt á. Trận ngày hôm qua thua chưa sợ hay sao? Bữa nay còn mò tới đây nữa. Tao không cho mày mượn tiền nữa. Biến ngay ra ngoài cho tao. Đủ chơi chưa anh trai? Mày mới đi ăn trộm à? Nè, thằng này chưa khá thôi, chứ không có đi ăn trộm mà cướp của ai hết á. Bò cho anh á. Mày bỏ cho tao. Bớt cười đi. Thằng Đăng ngày xưa chết rồi. Thằng Đăng này đang đứng đây á, nó không có gì ngoài tiền.
tiền ở đâu mày có? Mới trúng số hả? Đó là chuyện của tôi, quýnh bài thôi mà. Không tiếp đúng không? Không tiếp thì đi chỗ khác. Nể tình anh là chỗ quen biết nên tới ủng hộ thôi anh trai. Khoan. Ai nói ở đây không tiếp khách VIP chứ? Ở đây sẽ lo cho mày từ A đến Z. Tụi bay đứng dậy nhường chỗ cho anh chơi. Anh Đăng Lì. Đúng là chỉ có tiền mới thay đổi được giá trị của một con người. Nè, tránh ra. Mày vô đi. Nó không ăn cướp, cũng không ăn trộm. Tiền này ở đâu nó có? Không để nó trúng số thật. Nè, tao muốn chơi cái khác nhiều tiền hơn được không? Chơi cái này chậm có tiền quá. Vừa đi, cho nó nhanh mà nó nhiều nữa. Sao? Ok. Mới tiền lẻ này của ai đây? Né, dùm cái đi. Đại ca có khác hả? Thích á, thì tụi anh chịu. Đặt đi. Yếu vậy. Nó phải là như vậy. Ok. Chỉnh nút. Sao? Mày ngon hả? Tối ngày bài bạc vậy hả? Em làm gì vậy? Tôi không ngờ anh tối ngày bài bạc, ăn chơi lêu lỏng. Rồi sau này anh lo cho tôi, lo cho con kiểu gì? Ủa em có thai rồi hả? Tôi có mắt như mù mới quen một thằng tệ bạc như anh á. Trời, sao tôi khổ như vậy nè trời. Ôi mà, là phụ nữ hay ca bài ca vậy hả? Được gì không? Ông á, tối ngày chỉ biết ăn chơi cờ bạc, sao ông lo cho tương lai của mình đi? Rồi sau này con của ông, khi nhìn thấy ba mình là người bệ rạc quậy phá người khác, thì nó sẽ nghĩ sao? Gì? Đúng là thứ đàn ông tệ bạc. Nè em. Ôi, gái em. Ăn nói cho cẩn thận nha, không có quơ được cả nắm như vậy. Đàn ông của tụi anh á, ra đường kiếm tiền á, đau đầu lắm rồi. Kiếm cái trò gì đó để giảm stress thôi mà. Có đâu phải căng. Nè đi em. Nó đi quýnh bài á, còn năm ăn năm thua. Nó mà đem tiền cho gái á, em lên trời á mà em lấy lại. Hả? Anh biết cái gì mà nói? Thôi mà. Sao vậy? Sao không biết gì? Phụ nữ tụi em á, nhìn vào đàn ông tụi anh á, chỉ có danh vọng, địa vị, tiền bạc. Có hiểu được cảm giác của tụi anh không? Đúng không? Đúng là tiền nó quan trọng thiệt á, nhưng mà nó mất đi có thể kiếm lại được. Nhưng mà tự tôn của một thằng đàn ông á, mất đi là không lấy lại được. Đừng có nghĩ là anh không biết những gì em nói hay là không hiểu. Chỉ qua là do cái xã hội này, cái cuộc sống này bắt tụi anh phải như vậy thôi. Làm gì cái lộn hoài vậy? Lộn bà lên đánh tiếp nè. Tao mất hứng rồi. Phiền quốc. Tiếc. Ủa không chơi nữa hả? Chơi được cái gì đâu, nãy giờ. Về đi em. Tụi mày làm sao nó bỏ đi vậy? Còn con nhỏ này là con nào? Dám vô phá sòng bạc của tao. Biết. Dạ. Đại ca. Bớt nóng. Bình tĩnh đi đại ca. Này vợ kêu em về. Em xin lỗi đại ca. Mình đi em. Đi. Thôi mà. Anh xin lỗi mà. Đi. Anh chị hai đi làm hết rồi hả? Ngày nào cũng vậy hết, anh chị đi làm sớm lắm. Anh coi mũ này đẹp không? Em. Nghe nói hồi đó là chị hai có người yêu mê xe mô tô lắm đúng không em? Hả? Sao anh biết vậy? Thì anh nghe em nói mà em quên rồi sao? Em hả? Ủa em có nói hả? Sao em không nhớ ta? Em dạo này em hay quên lắm đó nha. Có khi nào sau này quên luôn tôi không? Quên liền bây giờ luôn chứ đợi gì sau này. Thôi giỡn thôi. Thật ra lúc trước là đúng là chị hai có người yêu. Đúng ảnh rất thích đua xe. Nhưng mà ba em không có đồng ý. Ba em phản đối dữ lắm. Cho nên... chị hai đi du học, tới khi chị hai về là cưới anh rể hiện tại nè. Anh cũng biết nhóm đua xe nổi tiếng lúc đó, nhưng không biết ai là người có diễm phúc như vậy, vì trong nhóm đó không hẳn là người tốt. Ba em là ông trùm giang hồ nè, cũng có tốt đâu.
ba em là ông Trùng. Nhìn hai chị em không giống như là con của ông Trùm giang hồ. Dạ sợ rồi đúng không? Thật ra ba em làm Trùm, nhưng mà không có để em với chị Phương dính vô cái chuyện làm ăn của ba. Ba đưa em với chị Phương đi học nước ngoài, nên cái chuyện người yêu của chị Phương bây giờ em cũng không có nhớ cụ thể nữa. Em chỉ nghe kể lại thôi. Hình như cái anh đó cũng là người trong giang hồ. Sau này chị Phương đi nước ngoài nên không liên lạc nữa. Vậy anh rể em có biết chuyện này không? Em cũng không rõ nữa. Chỉ biết là anh Hòa với chị quen nhau khi hai người hợp tác làm ăn. Gương mặt bây giờ của anh rể em không phải là gương mặt ngày xưa. Anh rể em bị tai nạn xong rồi mất trí nhớ và phẫu thuật gương mặt. Nhưng mà em cũng thắc mắc là gương mặt lúc trước như thế nào ta. Vì cái bữa đám cưới là nói là trùng với lịch thi của em nên không có kêu em về, mà cũng không có hình lúc trước nữa. Phẫu thuật gương mặt sao? Nếu vậy có khi nào em nghĩ tới anh Hòa chính là người yêu cũ của chị hai không? Em nghĩ không có chuyện đó đâu. Tại vì anh rể của em cưới xong rồi mới bị tai nạn, mới phẫu thuật gương mặt. Nếu như mà người yêu cũ thì ba em sẽ không có chấp nhận đâu. Nhưng mà tự nhiên nha, chị hai em từ bỏ tình yêu với người yêu cũ, chỉ yêu sâu đậm lắm. Rồi yêu anh rể, cưới anh rể lại rất là nhanh. Thiệt em cũng không có rành cái giai đoạn đó nữa. Giữa hai chị em với nhau mà xem ra em chẳng hiểu gì về chị em hết. Nói chị em thôi, thật ra là cùng cha khác mẹ. Nói chứ chị em của em cũng không có thân thiết quá đâu, hay gây lộn lắm. Nhất là cái chuyện mà tình cảm của chị Phương á, mỗi lần nói ra là chỉ rần rần em né luôn cho lành. Không ngờ gia đình của em cũng nhiều bí mật như vậy. Nhiều lắm. Ủa, mà hỏi chi vậy? À, thì anh chỉ muốn tìm hiểu thêm về em với gia đình em thôi mà. Nghe nói con ông Trùm có nhiều bí mật, sợ rồi đúng không? Sợ thì anh sẽ không ngồi ở đây. Anh yêu em vì em chính là em thôi, nên anh càng muốn biết về gia đình em, để có gì sau này còn biết đường cư xử cho đúng mực. Nếu anh muốn biết vậy á, thì em nghĩ chắc là anh phải hỏi chú Tư. Chú Tư chính là người biết rõ nhất chuyện của gia đình em. Chú Tư? Chú Tư lúc trước làm cho ba em, sau này ba em mất á, về đây làm quản gia cho chị Phương. Cho nên nếu mà muốn biết cụ thể là chắc chú Tư là rõ nhất á. Có gì anh hỏi chú Tư đi. Nhìn chú Tư hiền như vậy, anh không nghĩ chú Tư là giang hồ. Trời ơi, cánh tay đắc lực của ba em đó. Chú Tư không phải dạng dừa đâu nha. Một kẻ lăn lộn trong giang hồ thì không thể xem thường được. Mình phải cẩn thận đề phòng chú Tư, không thể để chú phát hiện ra sơ hở gì được. Lúc tôi nhìn thấy cái di ảnh đó, trong đầu tôi đã xuất hiện hình ảnh là tôi đang đâm một ai đó. Rồi tôi thấy người trong di ảnh đó đang ôm một người đàn bà rất là tình cảm. Tại sao những hình ảnh đó lại liên tục xuất hiện trong đầu của tôi? Tôi thực sự rất là hoang mang. Anh đừng có cố quá sức mình như vậy. Có thể là anh cố ép bản thân mình nhớ lại như vậy nên mới gây ra ảo giác thôi. Hoặc cũng có thể là anh ám ảnh một câu chuyện mà ai đó kể cho anh nghe. Ai đó kể sao? Đúng rồi. Thì khi con người ta mà cố gắng làm một điều gì đó thì sẽ bị ám ảnh. Người ta hay gọi là ký ức giả đó. Bây giờ tôi sẽ kê toa thuốc mới cho anh. Anh phải nhớ thả lỏng bản thân nè, rồi uống thuốc điều độ. Nhớ là phải tập thể dục nữa. Thì anh sẽ từ từ anh nhớ lại thôi. Nhưng mà tuyệt đối á, anh đừng có cố ép bản thân mình nha. Cảm ơn bác sĩ. Cũng có thể là do tôi cố ép bản thân mình nhớ lại cho nên mới xảy ra mọi chuyện. Bây giờ để tôi ghi cho anh toa thuốc nha. Ba em bị ngất,
sao không đưa đến bệnh viện mà tới gặp bác sĩ tâm lý là sao? Thật ra ba em cũng thường bị như vậy lắm. 20 năm trước ba em bị tai nạn phỏng hết gương mặt, còn bị mất trí nhớ. Cho nên là ba em hay bị đau đầu vì cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Đây cũng là bác sĩ chữa trị cho ba em từ trước tới giờ. Chắc là ba em nhớ được gì đó cho nên đã tìm đến bác sĩ. Mất trí nhớ? Ừ. Ba, về thôi con. Tình hình sao rồi ba? Ba không sao. Bác sĩ đã kê toa thuốc cho ba rồi. Cảm ơn cậu nghe. Cũng may là nhờ có cậu, chứ nếu không có cậu tôi cũng không biết sẽ ra sao nữa. Ông ấy hình xăm, mất trí nhớ. Anh Nam, anh Nam. Hả? Ba em vừa cảm ơn anh đó. Chuyện này gặp ai cũng phải làm vậy thôi, chú không cần cảm ơn. Cậu là người đã đưa tôi tới đây mà, một lần nữa tôi cảm ơn cậu. Ba em khám xong rồi, giờ em đưa ba em về đây. Anh Nam quay lại nhà hàng làm cho xong việc nha. Ừ. Về con. Mình đi ba. Em đi nha. Ba ngồi xuống ghế đi ba. Ủa, cậu chủ bị sao vậy? Tôi không sao. Có chuyện gì xảy ra phải không? Ba con bị cướp. Cướp? Cướp chỗ nào vậy? Rồi cậu chủ có bị làm sao không vậy? Mai á, là con với anh Nam thấy ba con bị ngất nên có sơ cứu rồi. Nhưng mà lạ lắm chú Tư, con không hiểu là bọn chúng có ý đồ gì mà đi chụp thuốc mê ba con nhưng lại không lấy thứ gì quý giá trên người ba con hết. Có vẻ chúng không phải là cướp. Ý đồ thực sự của bọn chúng là gì đây? Ba ơi, ba ngồi nghỉ chút đi, con lên chuẩn bị đồ cho ba tắm. Dạ, mời cậu chủ uống trà. Tại sao mình luôn cảm giác người đàn ông trong hình đó rất quen thuộc? Cậu chủ cứ yên tâm, tôi sẽ giúp cậu chủ điều tra người nào làm chuyện này. Tôi không sao đâu, chú còn nhiều việc phải lo mà. Chú hãy quên chuyện ngày hôm nay đi nghe. Dạ. Tại sao ba của Nam lại xuất hiện trong ký ức của mình? Nhưng mà bác sĩ đã nói có thể là do mình ám ảnh. Rốt cuộc là sao chứ? Mình đã gặp ba cậu ấy bao giờ đâu? Thằng này nó có phải là Phi Lâm không? Có chuyện gì vậy? À, anh có muốn ăn gì không để em nấu cho? Ờ, gì cũng được, tùy cậu. À, dạ. Lẽ nào nó thật sự là Phi Long? Nè em. Dạ chào anh. Đây nè. Ừ. Ăn đi em. Ừ. Làm gì vậy? Biết em không thích ăn hành mà bỗ vô làm chi vậy? Dạ cho em gửi menu. Để anh gấp ra cho em. Trên phần này đi. Dạ. Ừ. Thôi khỏi đi.
Dạ, ủa, đợi xíu. Mới kêu ra mà. Không muốn ăn nữa. Ủa, sao vậy? Gặp người không thích, ăn không có ngon. Ai vậy? Ê, chủ quán ơi, cho em trả tiền. Cảm ơn mày vì hồi nãy đã bảo vệ cho tao nha. Tao cảm thấy tao sai làm dữ lắm. Bị vợ chửi cho sắp mặt, bây giờ vô đây làm đủ thứ trò để nịnh vợ. Hèn. Mày không thấy hả? Cô ấy đang mang thai con của tao. Có thai á, thường hay nóng nảy mà. Tuy cô ấy hay nói nặng lời như vậy, nhưng cũng chỉ vì tốt cho tao thôi. Mày cũng thấy tao là một thằng ham chơi, lêu lỏng. Bây giờ tao chỉ muốn làm một người cha tốt, là một người cha có trách nhiệm, sẽ không bao giờ ruồng bỏ vợ con. Tao muốn tao là một người cha tốt, mày hiểu không? Cha tốt hả? Ừ. Vợ có đi không? Anh đi liền, anh đi liền. Thôi tao đi nha. Mình cũng đâu muốn sống như vậy đâu. Mình cũng muốn có gia đình, có con mà. Giờ này đang chưa về nữa hả cô? Ngày nào cũng bỏ cô đi hoài như vậy hết hả? Ông này thiệt tình. Đăng về, đăng về. Về trễ mà còn qua đây nữa. Tên gì vậy? Đăng. Giảng đạo lý hả? Ăn cơm, ăn cơm. Thôi mẹ ăn đi mẹ. Thật ra tôi không cố ý nói ông như vậy đâu. Tôi không biết ngày sinh nhật của ông cũng là ngày đặc biệt như vậy. Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với ông nha. Những lời Yến nói hôm trước có thể không? Tôi hả? Tôi nói gì? Thì Yến muốn có một người chồng biết cầu tiến để lo cho gia đình, đúng không? Thì các cô gái đều mong muốn như vậy mà. Lúc đó tôi nói ra những lời khó nghe, nhưng mà tôi thật lòng muốn tốt cho ông thôi á. Còn tiêu chuẩn về người chồng của tôi thì hơi khác một chút. Có phải là giống như ba cô Yến, chú Bảo không? Cũng gần như vậy á. Chồng của tôi phải là người có trách nhiệm với bản thân, gia đình, sau này còn phải có trách nhiệm với vợ con nữa. Có tài trong một lĩnh vực nào đó, phát triển tài năng để được mọi người công nhận, và đặc biệt là phải hiếu thảo. Chỉ cần Yến muốn, tôi có thể thay đổi gì Yến hết. Cái gì? Anh bị cướp hả? Anh bị cướp khi nào, ở đâu? Sao tụi này bây giờ lộng hành dữ vậy? Anh mới bị sáng nay thôi. Mà mọi người cũng đừng có lo, anh đâu có sao đâu. Sao anh không báo cho em biết? Còn con nữa. Dạ. Con cũng giấu mẹ phải không? Nếu như chú Tư không nói á, thì cha con anh cũng tính giấu em luôn rồi. Tại ba. Em đừng có trách con. Tại anh dặn con bé là không được nói cho em biết, sợ em làm mầm lên thôi. Với lại em nhìn đi, anh có bị gì đâu. Chuyện như vậy mà nói là không có gì. Anh có nghĩ bọn nó không phải là cướp không? Tại sao không lấy gì của anh hết? Hay là tụi nó còn có mục đích khác? Cũng có khả năng việc này do công ty Hoàng Cầu làm nhằm dằn mặt mình. Anh cũng không rõ nữa. Nói chung là trong cái rủi có cái may. Sau chuyện lần này, mọi người trong nhà phải thật cẩn thận. Nhất là con đó Hạnh. Đừng có tối ngày đi lung tung, nguy hiểm lắm đó. Dạ con biết rồi, con sẽ để ý hơn. Ủa, dì Thạnh, Bách đâu rồi? Dạ. Sao không kêu Bách xuống ăn cơm luôn? Ảnh đi công chuyện rồi anh. Còn em nữa đó, yêu đương cũng phải cẩn thận. Đừng có để bị lừa tiền, lừa tình như mấy lần trước. Lúc đó rồi lại than khóc. Chị lúc nào cũng đổ nước lạnh vô mặt em hết trơn, làm như không muốn em gặp người tốt vậy. Chị nói gì cũng muốn tốt cho em thôi. Chị muốn tốt cho em á, hay muốn cái gì có mình chị biết à? Dì, mẹ con nói vậy thôi chứ có ý gì đâu. Dì, ngồi ăn cơm cái đã. Anh thấy em đang khắt khe với Bách quá đó. Em làm cho dì Thạnh khó xử. Bách là một người biết làm ăn, nó lo tính cho tương lai, chứ đâu có giống như là những người trước đây mà dì Thạnh từng quen đâu. Thì mấy người lần trước cũng nói là lo cho tương lai đó. Rốt cuộc thì sao? Em chỉ lo xa cho con Thạnh thôi. Cả ngày nay anh cũng mệt rồi, anh lên phòng nghỉ ngơi đi.
Anh lên phòng trước nha. Dạ. Cô chủ, dạo này tôi với anh Hoàng gặp nhiều chuyện rắc rối, không biết là nguyên nhân từ đâu. Tôi nghe thằng Khang kể lại mọi chuyện rồi. Cô gái tên Quỳnh đó, tôi đang cho người điều tra, sẽ có kết quả trong nay mai thôi. Mà vụ chồng tôi bị cướp sáng nay, chú thấy có gì bất ổn không? Làm ăn trên thương trường, khó tránh được chuyện cạnh tranh. Cậu chủ bị cướp mà lại không mất gì, có thể là do Hoàng Cầu, công ty đối thủ cạnh tranh của cô làm đó. Một là dằn mặt cô, hai là hắn ta có ý đồ khác. Dù cho thế nào cũng phải làm rõ chuyện này. Cô yên tâm đi, tôi sẽ xử lý từng chuyện một. Còn một chuyện nữa, chuyện của con Thành. Người tên Bách đó, tôi đang để ý hắn ta. Cô cứ bình tĩnh đi. Chuyện nào mà không giải quyết được bằng lý thì cứ giải quyết bằng cách khác, chính là cách của tôi. Thank you.
Alo. Trước mắt thì con chưa tìm được bằng chứng hay là manh mối gì về cô ta. Trong lúc mà con đang tìm kiếm thì Minh Đạt, giám đốc Hoàng Cầu xuất hiện ở đây. Hắn ta và con Quỳnh quen biết nhau à? Nhưng mà nếu mà họ quen biết nhau, cũng có thể Quỳnh là gián điệp do hắn đã cài vào công ty mình đó cô. Tiếp tục điều tra xem mối quan hệ của họ như thế nào. Dạ con biết rồi. Con người đã đột nhập vào nhà mình, nhưng mà ngoài bà ấy ra còn ai nữa chứ? Bà càng làm vậy càng chứng tỏ bà có liên quan tới sự mất tích của ba. Mình cũng bất cẩn quá, không đề phòng nên để kẻ lạ dễ dàng đột nhập như vậy. Cũng may là không còn dấu vết gì trong nhà. Xăm này đúng là ba rồi. Sao lại giống nhau tới như vậy? Không lẽ... Ủa Ngọc, sao mới đây vậy? Tấm hình này là sao? Anh gọi cho em là vì chuyện này, nhưng mà em lại không nghe máy. Anh trả lời cho em biết đi, hình xăm này là của ai? Hình xăm này là của Đình Hòa. Anh nói gì?
Đình Hòa hả? Đúng vậy. Anh nhớ lúc nhỏ em có nói với anh là trên vai ba em có hình xăm một chiếc xe đua, mà ông ấy lại rất là thích đua xe. Hình xăm này có phải là của ba em không? Đúng vậy, là hình xăm của ba em. Vậy là rõ ràng rồi. Kỳ ba mất tích mà em luôn tìm kiếm chính là Đình Hòa. Nếu đã xác định được rồi thì em tới nhận ba đi. Không được. Tại sao vậy? Em còn rất nhiều điều cần phải làm rõ. Em không thể nhận ba lúc này. Em đang nói dối hả Ngọc? Chẳng qua là em không muốn rời xa thằng Nam, cho nên em không nhận ba đúng không? Em hiểu tại sao anh lại nóng giận như vậy. Trước đây em từng nói gì với anh? Em nói khi nào em nhận được ba thì em sẽ rời khỏi đây. Còn bây giờ thì sao? Em luôn tìm kiếm lý do, chẳng qua là muốn tình tứ với thằng Nam thôi. Anh có biết, nếu như Đình Hòa là ba của em thì xung quanh ông ấy còn rất nhiều nghi vấn không? Em cần phải tìm hiểu rõ thực sự ông ấy có bị mất trí nhớ hay không. Đó có phải là lý do tại sao bao nhiêu năm qua bà không tìm em, hay còn lý do gì khác? Chưa kể em còn đang nghi ngờ có người muốn hãm hại ông ấy. Vậy em tính sao? Nếu không có gì cần thiết, anh đừng gặp em nữa. Em nói gì vậy? Sau tất cả những chuyện mà anh làm cho em, kể cả việc anh tìm được hình xăm trên người của ba em, em lại muốn gạt anh ra một bên hả Ngọc? Bữa nay có người tới lục soát nhà em, em nghĩ là do bà Phương làm. Chắc chắn là bà ta đang nghi ngờ em. Mọi động tĩnh của em sẽ bị bà ta để ý. Tốt nhất anh làm ơn đừng dính dáng gì tới em hết. Bà Phương thì sao? Em nghĩ rằng anh sợ bà ta hả? Không phải là anh sợ hay là không sợ, nhưng nếu càng đánh động tới bà ta thì càng ảnh hưởng tới kế hoạch của em. Anh cứ làm tốt việc của anh với chú là được rồi. Nhưng mà em không muốn tranh cãi nữa. Lúc này em đang rất rối, anh đừng tạo thêm áp lực cho em nữa. Em xin anh đó. Nếu em nói vậy thì thôi. Nếu có cần gì giúp thì cứ nói cho anh. Chưa gì anh đã không giữ được bình tĩnh. Nếu biết em bị người của bà Phương ám sát, thế nào anh cũng đi tìm bà ấy. May quá, cô đã quay trở về rồi. Anh đến đây từ khi nào vậy? Ngày nào tôi cũng đứng đây đợi hết, vì tôi tin cô sẽ quay trở lại. Ủa, sao tự nhiên mặt của cô đỏ hết vậy? Làm gì có. Sao lại không? Đỏ lên tới mang tai rồi kìa. Cô bị bệnh hả? Tôi không sao hết. Anh bị bệnh thì có. Chán của cô hơi bị nóng á. Cô bị bệnh rồi. Thôi, anh đi về đi. Mình sao vậy? Sao cứ ám ảnh nụ hôn đó? Sao im lặng dữ vậy? Anh về thật rồi sao? Bao năm tháng tâm tư cô độc, chẳng biết nơi đâu yên bình. Ký ức mang bao cay đắng, niềm đau giấu cho riêng mình. Ánh sáng nơi cuối con đường đánh thức những ai sai đường, buông hết trái ngang hận thù nơi quá khứ kia. Đời ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sau yên lòng, và ta ngóng trông vầng dương soi lối.
trái tim hận thù, cố xóa tan đêm mịt mù, muốn nói với chính ta vững dậy bước tiếp đi. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời còn gian khó thăng trầm, ta vươn cao đôi tay ta thét vang hey ho hey ho hey hey ho. Vì cuộc đời là trò chơi trắng đen, vì cuộc đời còn mang những cơ hội, về cùng kia sau bao ven tháng thu chỉ còn nỗi xót xa hoang tàn. Ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng, năm tháng mai sau yên lòng và ta ngóng trông vầng dương soi lối trái tim hận thù, cố xóa tan đêm mịt mù, muốn nói với chính ta vững dậy bước tiếp tháng năm tháng chờ. Đường buông hết trái ngang hận thù nơi